về luật di trú mới của nước Mỹ năm 2016. Trong luật di trú mới của nước Mỹ, bảo lãnh định cư có rất nhiều diện tương ứng với điều kiện khác nhau. Mỗi trường hợp đều có các quy định chặt chẽ đối với cả người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh. Hôm nay, kênh Báo Nói sẽ tổng hợp để giúp bạn biết khái quát được tất cả các diện bảo lãnh định cư sang Mỹ. Đầu tiên là bảo lãnh vợ hoặc chồng. Công dân Mỹ hay thường trú nhân tại Mỹ có quyền bảo lãnh vợ hoặc chồng từ Việt Nam sang Mỹ. Điều kiện kiên quyết của diện này là hai vợ chồng phải đăng ký kết hôn tại phòng tư pháp địa phương nơi người vợ hoặc chồng có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, bước đầu tiên của quá trình này, công dân Mỹ hay thường trú nhân tại Mỹ phải có giấy chứng nhận độc thân hay còn gọi là công hàm độc thân. Trong trường hợp người này đã từng ly hôn ngoài Việt Nam thì cần phải có bản án ly hôn được chứng thực và hợp pháp hóa bởi lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Việt Nam. Thời gian hoàn thành công hàm độc thân khoảng từ 2 đến 3 tuần và thêm 15 ngày để nhận được giấy đăng ký kết hôn. Đến giai đoạn này, đương đơn có thể nộp hồ sơ bảo lãnh vợ hoặc chồng với Sở Di trú Hoa Kỳ. Thời gian chờ đợi hồ sơ được chấp nhận khoảng từ 6 đến 8 tháng tùy theo từng thời điểm. Sau đó, Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ gửi hồ sơ được duyệt đến Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC để cứu xét. Trong lúc này, người bảo lãnh tiếp tục tiến hành hồ sơ bảo trợ tài chính để đảm bảo đương đơn sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội. Cần từ 4 đến 7 tháng để hoàn thành hồ sơ này và chuẩn bị phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ. Thứ hai là bảo lãnh hôn thê hôn phu. Visa hôn thê hôn phu được cấp cho công dân nước ngoài là hôn thê hôn phu của một công dân Mỹ. Diện bảo lãnh này cho phép công dân nước ngoài đến Mỹ và kết hôn với hôn thê, hôn phu là công dân Mỹ trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ. Công dân nước ngoài sau đó phải nộp đơn thay đổi tình trạng cư trú thành thường trú nhân với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Sở Di trú Mỹ. Con của đương đơn cũng sẽ được cấp visa. Điều kiện cho phép của diện này là người bảo lãnh có quốc tịch, hai bên đã gặp mặt trực tiếp ở ngoài đời trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh và người bảo lãnh phải có bản tuyên thệ chứng minh rằng hai người sẽ kết hôn với nhau trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ. Đương nhiên, cả công dân Mỹ lẫn đương đơn phải có giấy tờ chứng minh độc thân trước khi nộp đơn xin bảo lãnh. Thứ ba, bảo lãnh cha mẹ. Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho cha mẹ đến định cư tại Mỹ. Do cha mẹ là quan hệ trực tiếp với người bảo lãnh, nên visa thường được cấp ngay sau khi nộp đơn. Thời gian xét duyệt hồ sơ diện này sẽ là từ 4 đến 6 tháng rồi sẽ được chuyển sang NVC. Trong lúc chờ cứu xét, người bảo lãnh cần nộp hồ sơ bảo lãnh tài chính. Hồ sơ sẽ được hoàn thành từ 3 đến 6 tháng. Cuối cùng là buổi phỏng vấn xin visa của cha mẹ tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Trường hợp thứ tư là bảo lãnh con. Công dân Mỹ có quyền bảo lãnh định cư tại Mỹ cho con của mình. Trong diện này chia ra 3 trường hợp: con dưới 21 tuổi, con trên 21 tuổi còn độc thân và con đã có gia đình. Trường hợp con dưới 21 tuổi, diện bảo lãnh cho con nhỏ không bị giới hạn số lượng visa hàng năm. Hồ sơ này sẽ có hiệu lực ngay lập tức mà không có thời gian chờ đợi như các trường hợp khác. Quan trọng nhất là phải xác định chính xác tuổi của con tại ngày nộp đơn. Trường hợp con trên 21 tuổi còn độc thân, đơn bảo lãnh này thuộc vào diện ưu tiên F1. Ưu tiên này hàng năm sẽ bị giới hạn số lượng hồ sơ cho phép của luật di trú Mỹ. Do đó, thời gian chờ đợi cho hồ sơ diện này sẽ được quyết định bởi lịch chiếu khán hàng năm và thông thường là khoảng 7 năm. Trường hợp con trên 21 tuổi đã có gia đình, diện ưu tiên F3 này cũng có con số giới hạn cho hồ sơ sang Mỹ. Thời gian chờ đợi lâu hơn là khoảng 11 năm, tùy thuộc vào lịch chiếu khán. Đối với thường trú nhân, vẫn có thể bảo lãnh con cái, nhưng chỉ có con độc thân dưới 21 tuổi, diện F2A và trên 21 tuổi, diện F2B. Tất cả các trường hợp trên thì phải bảo lãnh tài chính, vẫn phải có, nhưng riêng các con dưới 18 tuổi thì không cần. Trường hợp bảo lãnh cho anh chị em ruột. Công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho anh chị em của mình. Người bảo lãnh phải ít nhất là 21 tuổi mới được nộp đơn bảo lãnh
và hồ sơ này được xếp theo diện ưu tiên F4. Vì đây là diện bảo lãnh có giới hạn số lượng hồ sơ, nên thời gian chờ đợi phụ thuộc vào lịch chiếu kháng. Cũng như các trường hợp khác, người bảo lãnh vẫn phải hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính. Về việc bảo lãnh định cư sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Nếu bạn có người thân trong gia đình thường trú hợp pháp tại Mỹ và bạn muốn nhập cư vào Hoa Kỳ, bạn phải đáp ứng được điều kiện và các thủ tục pháp lý trong quá trình bảo lãnh đi Mỹ của chính phủ Hoa Kỳ. Việc sum họp gia đình qua hình thức bảo lãnh đi Mỹ vẫn là một trong những nền tảng chính của hệ thống nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ. Gia đình người nhập cư được phân thành hai loại chính. Người thân của công dân Hoa Kỳ được coi là người nhập cư đặc biệt và không phải chịu hạn chế hạn ngạch. Và những người nhập cư ưu tiên được chấp nhận theo một hệ thống hạn ngạch trên toàn thế giới và quốc gia cụ thể. Những người nhập cư đặc biệt bao gồm cha mẹ, vợ hoặc chồng và con cái ở tuổi vị thành niên chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Những người nhập cư ưu tiên theo diện gia đình được phân thành một trong những loại ưu tiên sau đây. Ưu tiên hạng nhất FB1, con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ. Ưu tiên hạng 2 FB2A, vợ hoặc chồng và con trai hoặc con gái dưới 18 tuổi độc thân của người bảo lãnh có thẻ xanh. Ưu tiên hạng 2 FB2B, con trai hoặc con gái trên 18 tuổi độc thân của người bảo lãnh có thẻ xanh. Ưu tiên hạng 3 FB3, con trai hoặc con gái đã có gia đình của người bảo lãnh là công dân Mỹ. Ưu tiên hạng 4 FB4, anh em của người bảo lãnh là công dân Mỹ. Các quy định khác của luật nhập cư cho phép vợ hoặc chồng đủ điều kiện của công dân Hoa Kỳ vừa qua đời được nhập cư. Quy trình nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân được bắt đầu bằng việc nộp đơn mẫu I-130, bảo lãnh thân nhân cho cơ quan di trú Hoa Kỳ. Đơn mẫu I-130 được nộp bởi công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Người nộp đơn thay mặt cho người thụ hưởng nước ngoài. Ngoại trừ những người nhập cư đặc biệt, những người không phải chịu hạn chế hạn ngạch, những người nhập cư ưu tiên theo diện bảo lãnh thân nhân được đưa vào danh sách đợi cấp thị thực trên cơ sở ngày ưu tiên của họ, đó là ngày nộp đơn xin thị thực mẫu I-130. Để hoàn tất quá trình nhập cư, thị thực nhập cư phải có sẵn cho người nhập cư ưu đãi tương lai theo hệ thống hạn ngạch. Việc cấp thị thực theo hệ thống hạn ngạch dựa trên nhu cầu toàn thế giới và quốc gia cụ thể được xác định theo một công thức phức tạp được quy định bởi Bộ Ngoại giao Mỹ. Hàng tháng, ngày cấp theo hệ thống hạn ngạch được công bố trong bản tin cấp thị thực hàng tháng của Bộ Ngoại giao. Quá trình nhập cư cho những người nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân được hoàn thành khi đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc sau khi được cấp thị thực nhập cư bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc lãnh sự quán đặt ở bên ngoài Hoa Kỳ, hoặc khi được phê duyệt đơn xin điều chỉnh tình trạng thường trú được nộp bởi người thụ hưởng thuộc loại I-130, người đang ở Hoa Kỳ hoặc những người đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng. Tất cả các thị thực nhập cư hoặc đơn xin điều chỉnh tình trạng phải được xác minh chấp nhận bằng cách kiểm tra lý lịch, khám sức khỏe và trả lời phỏng vấn đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình. Về những vấn đề không được chấp thuận nhập cư, bao gồm các vụ bắt giữ hình sự hoặc bị kết tội, vi phạm tình trạng thị thực và thành viên trong các tổ chức chính trị. Sau khi hoàn tất quá trình xin cấp thị thực nhập cư, điều chỉnh sang trạng thái thường trú và trong trường hợp của một người nộp đơn xin thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ, người nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ hay còn gọi là LPR. Họ đủ điều kiện để sống và làm việc tại Hoa Kỳ và cuối cùng để được chấp thuận nhập tịch như một công dân Hoa Kỳ. Trong dự luật mới, Hoa Kỳ có thể sẽ hủy bỏ bảo lãnh anh chị em thuộc diện F4. Trong khi Thượng viện Hoa Kỳ tranh cãi sôi nổi dự luật cải tổ di trú, một số tổ chức người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương vận động để thay đổi một điều khoản mà hầu hết các thượng sĩ đã làm ngơ, đó là điều khoản bãi bỏ bảo lãnh anh chị em và con cái trên 30 tuổi đã lập gia đình. Tại Thượng viện, một dự luật mang số S744 do một nhóm 8 người gồm 4 Cộng hòa và 4 Dân chủ, đồng tác giả đã được thông qua ở cấp ủy ban và
và hiện đang được thảo luận trong toàn viện và đang bị một số thượng nghị sĩ Cộng hòa chống đối. Cuộc tranh cãi gần như hoàn toàn xoay quanh những điều khoản áp dụng cho người di dân không giấy tờ. Tyler Marrero, một nhà báo chuyên về di trú và tác giả của cuốn Killing the American Dream, viết về nhu cầu cải tổ di trú nhận xét: những thay đổi trong hệ thống di trú hợp pháp hiện nay chưa thấy nói tới nhiều. Đối với người gốc Á Thái Bình Dương, gia đình là chìa khóa thành công. Anh chị em giúp đỡ lẫn nhau. Khi mở công việc làm ăn thì nhiều khi anh chị em làm chung hoặc cho vay mượn vốn. Nếu thành luật, điều này sẽ gây khó khăn cho cộng đồng. Chính trong phần ít ai quan tâm đó, có đề nghị loại bỏ bảo lãnh đoàn tụ gia đình diện anh chị em và diện con cái trên 30 tuổi đã lập gia đình. Ngược lại, dự luật S-744 cũng có một thay đổi có lợi là vợ con của người mang thẻ xanh sẽ được xếp vào loại immediate relative, không bị giới hạn số visa và đơn sẽ được giải quyết nhanh hơn. Dự luật này cũng ra lệnh giải quyết toàn bộ hồ sơ bảo lãnh gia đình đang tồn động. Thượng nghị sĩ gốc Á duy nhất Maji Hirono, đảng Dân Chủ, đại diện Hawaii, đề nghị trả lại hai diện bảo lãnh cho những trường hợp cực kỳ khó khăn cho phía công dân Hoa Kỳ. Nhưng đề nghị này, tuy giới hạn, vẫn bị Ủy ban Tư pháp bác bỏ. Trong số phiếu chống đề nghị của Thượng nghị sĩ Hirono, có cả phiếu của Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, đảng Dân Chủ, đại diện California, nơi có rất đông cử tri gốc Á, Thái Bình Dương. Trong 5 nước nhiều đơn bảo lãnh anh chị em nhất tính tới cuối năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 4 sau Mexico, Ấn Độ, Philippines và đứng trên Trung Quốc. Số liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm nay cho thấy trong 5 nước nhiều đơn bảo lãnh con cái đã lập gia đình, ngoài Mexico đứng đầu, cả 4 nước còn lại đều đến từ châu Á hoặc Thái Bình Dương. Philippines hạng 2, Việt Nam hạng 3, theo sau là Ấn Độ và Trung Quốc. Châu Á đứng hạng nhì về bảo lãnh gia đình nói chung với 1.827.000 đơn sau Bắc Mỹ, bao gồm Canada, Mexico, Trung Mỹ và vùng biển Caribe. Việc dự luật S-744 loại bỏ bớt bảo lãnh gia đình là một phần của cuộc chuyển hướng luật di trú từ coi trọng gia đình, chuyển qua coi trọng kinh tế và dùng hệ thống thang điểm để xét đơn, với mục đích thu hút chất xám, gia tăng số di dân có khả năng làm việc trong những ngành quan trọng. Dự luật S-744 lập ra một thang điểm, trong đó quan hệ gia đình nằm chung với các điều kiện khác như bằng cấp, việc làm, tuổi tác, trình độ tiếng Anh, thời gian đã sống ở Mỹ. Trong một bức thư gửi Ủy ban Tư pháp, hơn 200 tổ chức cộng đồng thiểu số và cả nghiệp đoàn AFL-CIO lớn nhất nước Mỹ cho rằng không nhất thiết phải như thế. AB, ALC và các tổ chức cộng đồng gốc Á đang thúc đẩy việc trả lại hai diện bảo lãnh này. Họ đã gặp các thượng nghị sĩ, dân biểu để hy vọng thay đổi. Tại quận Cam, dân biểu Loretta Sanchez của đảng Dân Chủ đã gửi thư kêu gọi Ủy ban Tư pháp Thượng viện phục hồi bảo lãnh anh chị em và con đã lập gia đình trên 30 tuổi. Nhưng dân biểu Ed Royce của đảng Cộng Hòa chưa quyết định. Cả hai đều đại diện vùng Đông, người gốc Á. Dân biểu Alan Lowenthal, đảng Dân Chủ, đã từng nói trong một cuộc hội thảo tại Westminster sẽ ủng hộ tiếp tục việc bảo lãnh gia đình đầy đủ. Trong cuộc thảo luận S-744 tại Thượng viện, nhiều thượng nghị sĩ đang đưa ra các đề nghị chỉnh sửa. Các tổ chức cộng đồng Á-Thái Bình Dương đang hy vọng Thượng nghị sĩ Hirono sẽ lại đưa ra đề nghị của bà cho toàn viện biểu quyết. Mặt khác, S-744 cũng chỉ mới là dự luật của phía Thượng viện, phải có một dự luật cải tổ di trú thông qua ở Hạ viện, rồi hai phía gộp chung lại thành một bản thỏa hiệp, rồi lại biểu quyết ở hai viện, lúc đó mới thành luật.